Một người mẹ gầy còm đội trên 2.000 bộ đơn đi từ Nam ra Bắc để cầu cứu cho con nhưng không được giải quyết. Bà Loan đi với một tâm trạng rất nặng nề, tâm hồn sầu não chỉ có nước mắt làm bạn với bà trên mọi nẻo đường, chẳng biết khóc cùng ai. Lặng lẽ mình đi với một tâm trạng không giống ai vì hai chữ công lý. Đằng đẳng gần 20 năm trời ngược xuôi tìm công lý, bà Nguyễn Thị Loan, mẹ Hồ Duy Hải luôn nuôi một khát vọng tột cùng đó là tòa án phải trả tự do cho con trai. Hãy cùng kênh Biên Niên Tiểu Sử nhìn lại toàn cảnh vụ án từ tù Hồ Duy Hải để thấy sức mạnh của người mẹ ngày đêm tìm lại tự do cho con trai của mình. Cũng như niềm tin của nhân dân đặt vào tân tránh án Tòa án Nhân dân tối cao Lê Minh Trí khi ông vừa được Quốc hội bầu vào chiều 26 tháng 8 năm 2024. Điều này mở ra cánh cửa để pháp luật được thực thi một cách minh bạch và công bằng. Những điểm bất thường của vụ án chưa được làm rõ nhưng cuối năm 2008, Sử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh Long An vẫn kết án tử hình Hồ Duy Hải về cả hai tội giết người và cướp tài sản. Trong lịch sử ngành tư pháp, rất hiếm tử tù được tạm hoãn thi hành án nhưng mạng sống vẫn bị treo lơ lửng gần 5 năm qua. Vụ án rúng động vùng quê. Ngày 13 tháng 1 năm 2008 tại bưu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, Long An, phát hiện hai nữ nhân viên bị sát hại dã man. Đây là vụ án gây chấn động một vùng quê hồi bấy giờ. Hơn 2 tháng sau, Hồ Duy Hải, Nhà cách bưu điện khoảng 2 km, bị bắt vì cho là hung thủ duy nhất gây án. Hung khí mà Hải được cho là gây án đó là con dao, cái thớt và cái ghế. Nhưng tại tòa thể hiện chiếc ghế thu giữ được sau thi vụ án xảy ra sau 2 tháng là một chiếc ghế có mã số khác với mã số nghi nhận trong biên bản khám nghiệm hiện trường. Còn con dao và thớt là mới do điều tra viên ra chợ mua về làm vật chứng. Dấu vân tay của Hải không trùng khớp với dấu vân tay ở hiện trường. Những điểm bất thường chưa được làm rõ nhưng cuối năm 2008 Sử sơ thẩm tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long vẫn kết án tử hình Hồ Duy Hải về hai tội giết người và cướp tài sản. Tháng 4 năm 2009, tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo của Hải, giữ nguyên bản án sơ thẩm của tòa án tỉnh. Hồ Duy Hải bị bắt và xử tử hình vì cho là hung thủ duy nhất gây án. Hồi hộp trước giờ thi hành án tử hình, ngay sau đó Hồ Duy Hải có đơn gửi chủ tịch nước xin ân giảm hình phạt tử hình. Năm 2011 tranh án tòa án nhân dân tối cao và viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao đều ra quyết định không kháng nghị bản án và tờ trình đề nghị chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của hải tháng 5 năm 2012, chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm hình phạt tử hình của hải không nản lòng hồ duy hải và gia đình có đơn kêu oan và viết đơn đề nghị hoãn thi hành án tử hình trước ngày thi hành án tử hình một ngày bất ngờ ngày 4 tháng 12 năm 2014, Văn phòng Chủ tịch nước có công văn thông báo ý kiến của Chủ tịch nước về việc tạm dừng thi hành án tử hình đối với Hồ Duy Hải. Đồng thời Chủ tịch nước yêu cầu tránh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao chỉ đạo xem xét, làm rõ Hải có bị kết án oan, sai hay không và báo cáo Chủ tịch nước. Ngay lập tức Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Long An ra quyết định hoãn thi hành án tử hình đối với Hải. Đầu năm 2015, bà Lê Thị Nga, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, có bản kiến nghị về việc xem xét kháng nghị vụ án Hồ Duy Hải chưa dừng lại, tháng 2 năm 2018, Ủy ban Tư pháp Quốc hội do bà Lê Thị Nga làm chủ nhiệm có công văn kiến nghị với tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao xem xét, kháng nghị giám đốc thẩm vụ án. Tháng 7 năm 2018, Văn phòng Chủ tịch nước yêu cầu tranh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội có văn bản thể hiện quan điểm, cách giải quyết cụ thể để xử lý rứt điểm vụ án. Quá nhiều điểm bất thường xoay quanh vụ án Hồ Duy Hải. Ngày 27 tháng 11 năm 2009, tức 10 năm sau khi Hải bị tuyên án tử hình Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành kháng nghị giám đốc thẩm đề nghị thẩm phán tòa án nhân dân tối cao xét xử theo thẩm quyền giám đốc thẩm, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm và phúc thẩm để điều tra lại. Cũng trong kháng nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao còn tạm đình chỉ thi hành bản án phúc thẩm của tòa phúc thẩm. Kháng nghị đã chỉ ra một loạt những điểm chưa được làm rõ như những mâu thuẫn trong lời khai những chứng cứ, dấu vết tại hiện trường việc này đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị chứng minh của chứng cứ theo quy định của pháp luật ảnh hưởng nghiêm trọng đến những căn cứ kết luận hành vi phạm tội của bị cáo kết quả giám định cho thấy dấu vân tay thu được ở hiện trường cửa kính vòi nước ở lavabo không phải của bị cáo hồ duy hải theo bản án sau khi sát hại nạn nhân hồ duy hải ra nhà tắm mở vòi nước rửa tay rửa dao cho sạch máu quá trình khám nghiệm hiện trường đã phát hiện thu giữ một số dấu vết đường vân tay ở mặt trong của kính trên cánh cửa sau và trên tay nắm mở vòi nước ở lavabo Tuy nhiên bản kết luận giám định số 158KHP21 ngày 11 tháng 4 năm 2008 của phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh Vĩnh Long kết luận các dấu vết vân tay thu được ở hiện trường vụ án không phát hiện trùng với điểm chỉ 10 ngón in trên chỉ bản của Hồ Duy Hải. Như vậy dấu vân tay trên là của ai cũng chưa được làm rõ. Hai nhân chứng anh Hồ Văn Bình và anh Đinh Vũ Thường không khẳng định nhìn thấy Hồ Duy Hải có mặt tại hiện trường vào thời điểm xảy ra vụ án cơ quan điều tra không lấy lời khai của anh phùng phụng hiếu là nhân chứng đầu tiên phát hiện ra vụ án ngoài các dấu vân tay ở hiện trường chưa xác định của ai thì còn có đối tượng tình nghi là nguyễn văn nghị và nguyễn my son không được điều tra làm rõ tài sản trong nhà cứ cạn kiệt dần câu chuyện về việc những người mẹ đi kêu oan để níu lại mạng sống từ tù hồ duy hải đã được nhiều cơ quan báo chí phản ánh thế nhưng ít ai biết rằng trong hành trình ấy bà và những người thân đã phải trải qua biết bao khó khăn thử thách và đánh đổi bằng sự cố gắng không biết mệt mỏi từ thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Thủ Thừa, Long An không xa bởi chỉ phải di chuyển chừng 40 km. Nhưng đến xã Nhị Thành hỏi thăm nhà bà Nguyễn Thị Loan, mẹ từ tù Hồ Duy Hải thì được biết bà Loan cùng con gái đã dọn đi chỗ khác cách đây mấy tháng. Thế rồi chúng tôi cũng tìm ra được chỗ ở mới của bà Loan, nằm sâu trong một con đường nhỏ, bên cạnh cánh đồng, phía sau một ngôi chùa. Đây không phải là nhà của bà Loan mà là mẹ con bà đang ở nhờ nhà người anh. Bàn tay chai sạn gạt vội giọt nước mắt trên má. Bà Loan kể về hành trình giữ lại mạng sống cho Hồ Duy Hải với tâm trạng nghẹn ngào. Bà bảo suốt 12 năm trời cứ trông đến ngày thăm nuôi, bà đến trại giam cách nhà chừng 20 km thăm Hải. Thời gian còn lại bà đi cậy nhờ, cầu cứu khắp nơi kêu oan cho con. Bà phải gom góp tiền bạc để cố gắng lặn lội ra Hà Nội, gõ cửa từng cơ quan với niềm hy vọng phải giữ được mạng sống của con. Khi chúng tôi đến nhà cũng là thời điểm bà mới đi Hà Nội về được mấy bữa ngay trước khi có kháng nghị giám đốc thẩm của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Bà Loan nhớ lại, năm 2007, tôi vừa đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan về được vài tháng thì Hải khi ấy mới 23 tuổi bị bắt và vướng vòng lao lý từ đó. Bao nhiêu tiền tích góp tôi đều dùng mua vé máy bay ra Hà Nội cầu cứu cho con. Tôi gửi đơn khắp nơi với tâm thế người này không xem được hồ sơ thì có người khác xem. Thời gian đầu ở Hà Nội do chưa biết đường đi xe buýt nên bà Loan phải mướn xe đạp mỗi ngày 10.000 đồng. Rồi người dân thương tình cho mượn cả bếp nấu nướng không mất tiền. Bà gửi đơn nhiều đến mức ngay cả tiệm photo hồ sơ ở Hà Nội cũng nhớ mặt bà. Tới nay bà Loan đã gửi tổng cộng hơn 2.000 bộ hồ sơ. Có những lúc kiệt sức vì mệt mỏi và đói, gặp cán bộ bà đã không còn đủ sức để trình bày sự việc mà ngã xuống đất, rủi cả bọt mép. Sau chẳng còn tiền đi máy bay bà Loan chuyển sang đi tàu lửa, loại ghế cứng. Sau này hành trình kêu hoan của bà Loan có thêm người chị là bà Nguyễn Thị Rưỡi, 62 tuổi, để phòng hờ lúc sức khỏe bà suy sụp. Nhưng đến nay bà rưỡi cũng bị bệnh nên người em út là Nguyễn Thị Gen trong gia đình tiếp tục thay bà rưỡi cùng chị đi kêu oan cho cháu. Thời gian đằng đẵng trôi đi, giờ thì căn nhà hai mẹ con đang ở cũng phải bán đi ở nhờ nhà người anh. Chỉ mong con được về nhà. Xuyên suốt câu chuyện bà Loan liên tục khẳng định, con tôi vô tội, con tôi trắng án 100% nói rồi bà dẫn chứng một loạt bất thường trong hồ sơ vụ án như thể một người luật sư đã thuộc lầu vụ án. Bà bảo các dấu vết vân tay thu được ở hiện trường không trùng khớp với 10 ngón tay của Hồ Duy Hải ngay cả nhân chứng cũng khai một thanh niên và không thể nhận dạng được vậy sao có thể cho rằng hải giết người và cướp của được khi bà loan được thông báo rằng viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành quyết định kháng nghị giám đốc thẩm để điều tra lại bà mừng lắm nghe vậy bà tưởng hải được tha nên cùng gia đình đi đón hải về nhưng tới nơi cán bộ trại giam không đồng ý và giải thích cho bà hiểu bà gen kể lại có lúc gia đình sợ hải không còn sống nên đã đến trại xin cán bộ được nhìn bóng lưng hải thôi cũng được Giờ chỉ mong Hải được về nhà thì chúng tôi mới yên tâm. Những chuyện tiếp theo là chuyện của các cơ quan chức năng. Nếu Hải thực sự cướp của, giết người thì gia đình cũng tẩy chay chứ không riêng gì xã hội." Bà Gen tiếp lời. Bà rưỡi là người theo sát bà Loan nhất, bà bảo đi kêu oan này ảnh hưởng đến thân nhân nhiều lắm. Đi tiệc cưới cũng nghe người ta kể vai bà trên báo chí, lên cả nước rồi. Nhưng bà vẫn quả quyết mình đi đòi công bằng, kêu oan cho cháu chứ không ngại ngần gì. Chia tay chúng tôi bà Loan nói, Giờ có kháng nghị là con trai tôi có thêm một cơ hội được sống. Vụ án còn nhiều uẩn khúc oan ức mà họ đòi xử chết con tôi, thử hỏi có người mẹ nào chịu được. Nói đoạn, giọng của mẹ từ tù nghẹn lại nhưng nước mắt thì không thể chảy nữa vì nó đã khô cạn theo năm tháng. Những ân nhân của gia đình Hồ Duy Hải Đến giờ bà Nguyễn Thị Loan có thể kể vanh vách tên từng vị cán bộ ở Trung ương. Trong số những cán bộ bà gặp thì đặc biệt bà nhắc tới tên bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, với một sự kính trọng biết ơn. Bà Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, kể thời điểm khoảng năm 2015, sau khi con bà được tạm hoãn thi hành án, đích thân bà Nga đã đến trại tạm giam gặp Hải để tìm hiểu về vụ án. Sau đó bà và các luật sư LS may mắn được gặp bà Nga tại thành phố Hồ Chí Minh để trình bày về đơn kêu oan. Sau đó có lần bà Loan cũng tìm đến nhà bà Nga ở Hà Nội. Tối hôm đó trời mưa to lắm, tôi với bà rưỡi đứng đợi bà Nga ở ngoài. Đúng lúc bà Nga cùng gia đình đi đâu về rồi bảo rằng theo luật không được tiếp công dân ở nhà riêng nên chỉ có thể mời hai chị em tôi vào sảnh ngồi tránh mưa cho đỡ lạnh, bà Loan kể. Bà ấy có khuôn mặt phúc hậu nên tôi rất quý bà. Có một năm chị rưỡi xin ai đó được số điện thoại của bà Nga nên đã nhắn tin chúc sức khỏe, bà ấy nói rằng gia đình yên tâm ăn Tết nhé. Câu nói ấy làm tôi cảm động rất nước mắt, bà Loan thuật lại. Sau này đọc báo, bà Loan mới hay tại cuộc họp của đoàn giám sát của Quốc hội về tình hình oan sai và bồi thường oan vào tháng 3 năm 2015, bà Lê Thị Nga đã giải công nghiên cứu hồ sơ vụ án này. Sau đó bà có báo cáo dài 10 trang nêu rõ các sai phạm và đưa ra những nhận định về vụ án khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên. Ban đầu bà Loan mời luật sư Nguyễn Văn Đạt, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh tham gia bảo chữa cho Hải ngay từ giai đoạn xét xử sơ thẩm ở tòa án nhân dân tỉnh Long An. Thế nhưng sau đó tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh, nay là tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh bác đơn kháng cáo kêu oan của Hải, tuyên y án sơ thẩm tử hình. Từ đó luật sư Đạt đã giới thiệu cho gia đình bà Loan đến gặp luật sư Trần Văn Tạo, nguyên phó giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu hồ sơ, ông Tạo đã trực tiếp gọi điện thoại trình bày với chủ tịch nước Trương Tấn Sang để nói về vụ án còn quá nhiều uẩn khúc. Vụ án còn có sự tham gia của luật sư Trần Hồng Phong, đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh đích thân luật sư Phong cùng với bà Loan ra Hà Nội gặp các cơ quan chức năng có thẩm quyền để trình bày vụ án. Từ sự kiên trì của người mẹ quyết giữ mạng sống cho con cùng với sự hỗ trợ pháp lý hết mình của ba luật sư, kết quả bước đầu cũng đến. Ngày 4 tháng 12 năm 2014 trước thời khắc thi hành án tử hình với Hải một ngày, phó tranh án Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đã ký tên, đóng dấu vào tờ đơn viết tay của bà Loan đồng ý hoãn thi hành án tử hình đối với Hải. Nhờ vậy mà bà Loan mới còn cơ hội tiếp tục đi kêu oan cho con. Các luật sư đều là những người có tâm huyết với gia đình tôi. Vụ án đã trải qua 12 năm nay nhưng họ vẫn không nản chí. Cách đây 2 năm luật sư đạt bị bệnh nên phải đi Mỹ điều trị. Trước khi đi nước ngoài, ông đã gửi gắm lại cho luật sư Tạo và luật sư Phong. Chúng tôi mang ơn họ lắm, không có lời lẽ nào có thể tả được hết, bà Loan chia sẻ. Đang dở câu chuyện, bà Loan đi vào trong phòng nâng người mẹ hơn 90 tuổi ngồi dậy. Họ sắp thả Hải, nếu cháu ngoại của má về má vui không? Cười cái coi. 12 năm rồi má nhớ nó dữ lắm rồi phải không? Bà Loan lạc giọng. Bình thường bà ngoại Hải không nói được gì nhưng cứ nhắc tên Hải là bà lắp bắp mấy từ trong miệng mà tôi nghe không rõ. Mấy năm đầu Hải mới bị tạm giam, bà ngoại Hải còn đủ sức khỏe vô trại thăm cháu nhưng nhiều năm nay bà không còn đi được nữa, phải nằm một chỗ. Bà Loan kể tiếp lâu lâu bà ngoại Hải cũng hỏi, sao Hải chưa về? Mày nói dốc tao hoài, nếu nó về thì kêu nó lại nắm tay tao cái coi trên đây là bài viết vụ tử tù hồ duy hải và nước mắt của người mẹ trên mọi nẻo đường tìm lại công lý cho con cảm ơn các bạn đã xem video hãy bấm đăng ký để xem thêm nhiều video mới xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo